năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2021. Đây là những sự kiện quan trọng, là ngày hội của cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo từ thiện. Xác định Đại hội chữ thập đỏ cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ then chốt và trọng tâm trong hoạt động hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2021. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội chữ thập đỏ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Hội chữ thập đỏ xã Tân Thịnh được chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội chữ thập đỏ cấp cơ sở nhiệm kỳ này. Được tổ chức trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Hội chữ thập đỏ xã Tân Thịnh đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra y tế đối với các đại biểu dự đại hội. 100% đại biểu đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Đại hội được rút gọn chỉ diễn ra trong 1/2 ngày, nhưng vẫn đảm bảo các nội dung yêu cầu của đại hội. Tại đại hội, 47 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.000 hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trong xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng nghị quyết Đại hội chữ thập đỏ xã lần thứ 5 và hiệp thương bầu ban chấp hành Hội chữ thập đỏ xã nhiệm kỳ mới, gồm 11 ông bà. Ông Hoàng Đình Bình được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tân Thịnh khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Để tổ chức thành công Đại hội chữ thập đỏ xã Tân Thịnh khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026, thì thứ nhất, để thành công này thì nhất là cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội chữ thập đỏ huyện Định Hóa, và đặc biệt với về địa phương thì đối với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như là công tác chuẩn bị, xây dựng nhân sự, xây dựng các báo cáo văn kiện, được sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể trong xã để mà xây dựng các nội dung, chuẩn bị các nội dung cũng như các báo cáo để cho thực hiện các chương trình nội dung của đại hội đến hôm nay là thành công tốt đẹp. Trong quá trình tổ chức đại hội điểm, Hội chữ thập đỏ huyện đã trực tiếp hướng dẫn Hội chữ thập đỏ xã Tân Thịnh chuẩn bị nội dung đại hội như báo cáo của ban chấp hành, đề án nhân sự của ban chấp hành khóa mới, chương trình đại hội, quy trình, số lượng đại biểu, kinh phí đại hội, thời gian, địa điểm đại hội được diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo theo luật. Sau đại hội, xã Tân Thịnh sẽ đồng loạt tổ chức đại hội Hội chữ thập đỏ các xã. Thì với công tác chuẩn bị thì chúng tôi cũng xây dựng văn bản và cũng được duyệt trước đại hội các cái báo cáo, các cái đề án nhân sự cũng như là kịch bản của đại hội để sao cho nó chu đáo nhất, để làm một cái kịch bản mẫu. Sau đó thì cho các xã sẽ học tập để thực hiện đại hội sao cho nó bài bản và đúng theo quy trình, theo điều lệ của Hội chữ thập đỏ đề ra. Đặc biệt là đang trong mùa dịch bệnh nên là cũng phải đủ các cái điều kiện 5K để tổ chức đại hội, không ảnh hưởng gì đến địa phương, và cũng như là chuẩn bị các khâu chu đáo về trước và trong và sau đại hội sao cho nó an toàn nhất. Sau đại hội điểm Hội chữ thập đỏ xã Tân Thịnh, các hội chữ thập đỏ cơ sở trực thuộc tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ và công tác chuẩn bị cho đại hội, phấn đấu đến hết 30 tháng 10 năm 2021 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Trong quý 4 năm 2021 sẽ tiến hành tổ chức đại hội cấp huyện.